Như chúng ta cũng biết, Việt Nam được tự nhiên hào phóng ban tặng nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Một trong số đó chính là các mỏ dầu khí có trữ lượng khủng đã và đang được khai thác suốt thời gian qua. Gần đây nhất, thông tin Việt Nam tiếp tục phát hiện ra mỏ dầu khí có trữ lượng lớn nhất nhì thế giới đã khiến cho ai nấy cũng đều phải thèm thuồng. Đặc biệt là các siêu cường trên thế giới luôn muốn cùng Việt Nam khai thác nguồn tài nguyên khí đốt để tìm kiếm lợi ích lớn cho mình. Vậy cụ thể hơn, các mỏ dầu khí này nằm ở đâu và có trữ lượng bao nhiêu? Liệu rằng Việt Nam có thể khai thác thành công mỏ dầu khí khủng hay không? Câu trả lời sẽ được chúng tôi đem đến trong video số hôm nay. Các bạn đừng quên theo dõi bằng cách là nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, liên quan đến thông tin trên thì rất nhiều các trang báo trong nước đã đưa tin rộng rãi về hai mỏ dầu khí khủng vừa mới được Việt Nam phát hiện gần đây. Chẳng hạn như theo báo Dân trí Online đưa tin, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam PVN vừa công bố hai phát hiện dầu khí mới tại mỏ Rồng và mỏ Bulga Aster. Cụ thể hơn là trong 4 tháng đầu năm nay, tập đoàn này đã có hai phát hiện quan trọng tại giếng R79, mỏ Rồng thuộc lô 091 và giếng BA1X, mỏ Bulga Aster, lô PM3 CAA. Tại giếng R79, người điều hành VietsoPetro đã tiến hành thử vỉa đối tượng móng và đã nhận được dòng dầu tự phun với lưu lượng đạt gần 6.300 thùng một ngày. Và theo kết quả đánh giá sơ bộ, dự kiến gia tăng tiềm năng dầu khí tại chỗ đạt khoảng 16,5 triệu thùng và ước tính là trữ lượng tăng thêm từ giếng khoan R79 khoảng 4,6 triệu thùng. Tại giếng BA1X, kết quả tính toán sơ bộ tài nguyên dầu tại chỗ khoảng 84 triệu thùng, tức là tăng gần gấp đôi dự báo ban đầu và dự kiến gia tăng trữ lượng cho toàn bộ vỉa khoảng 20,2 triệu thùng. Đặc biệt là giếng BA1X đã được đưa vào khai thác từ ngày 5 tháng 5, với lưu lượng khai thác ban đầu khoảng 2.100 thùng một ngày. Và trong thời gian tới thì nhà điều hành lô PM3 CAA sẽ tiếp tục thẩm lượng phát hiện dầu Bulga Aster để có thêm đánh giá chắc chắn về tiềm năng trữ lượng dầu và phát triển mở rộng, tận thu tối đa tài nguyên dầu tại mỏ, góp phần gia tăng trữ lượng thu hồi dầu khí mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Như vậy, ước tính sơ bộ trữ lượng dầu tại chỗ tại hai giếng đạt hơn 100 triệu thùng. Theo PVN đánh giá, những phát hiện trên mở ra hướng đi quan trọng trong công tác thăm dò khai thác, đặc biệt là việc thăm dò tại các lô hợp đồng vẫn còn cơ hội, tiềm năng tận dụng cơ sở hạ tầng hiện hữu. Ngoài ra, PVN còn cho biết thêm, việc giếng BA1X khoan thành công và được đưa vào khai thác ngay chính là bài học để các nhà thầu tại các lô mỏ khác có thể học tập, thay đổi, tận dụng nguồn lực, tối ưu phát triển và khai thác dầu khí trong thời gian sớm nhất. Sắp tới đây, lãnh đạo tập đoàn đề nghị các đơn vị, nhà điều hành trong lĩnh vực E&P tiếp tục tối ưu phương thức quản trị mới, triển khai đổi mới sáng tạo trên những khu vực truyền thống, cố gắng tìm ra các mỏ mới, phát triển khai thác duy trì sản lượng dầu khí. Qua đó có thể thấy thông tin trên là hoàn toàn chính xác, chứ không hề vô căn cứ. Đây là tin vui đối với Việt Nam khi mà các phát hiện mới sẽ giúp cho nước nhà giải tỏa được cơn khát dầu khí do sản lượng suy giảm liên tục suốt thời gian vừa rồi. Cụ thể hơn là sản lượng dầu khai thác tại Việt Nam liên tục suy giảm từ đỉnh 21 triệu tấn năm 2004 xuống còn 18 triệu tấn năm 2015 và gần đây nhất là 11 triệu tấn vào năm 2021. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do số lượng mỏ mới được tìm kiếm và khai thác còn quá ít, trong khi các mỏ dầu lớn đang dần cạn kiệt. Theo đó thì sản lượng khai thác và chế biến dầu khí mới chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu trong nước. Điều này khiến cho Việt Nam chỉ xuất được 3,1 triệu tấn dầu thô, nhưng phải nhập về khoảng 10 triệu tấn dầu khác. Quay trở lại, phát hiện chấn động của Việt Nam, đây quả thật là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng vô cùng đáng lo bởi vì chúng ta nên biết rằng khai thác dầu mỏ là một quy trình phức tạp. Nó yêu cầu trình độ kỹ thuật cao và nguồn vốn đầu tư lớn. Vì để khai thác dầu mỏ, người ta phải thực hiện nhiều công đoạn như thăm dò, khoan hoàn thiện giếng, khai thác và vận chuyển nhiên liệu. Mỗi công đoạn đều cần sử dụng những thiết bị, công nghệ và phương pháp riêng biệt, cũng như phải đối mặt với những rủi ro và thách thức khác nhau. Đi sâu vào chi tiết trong giai đoạn tìm kiếm và định vị mỏ dầu, công nghệ địa chấn được xem là phương pháp cổ điển nhất, được các nhà địa chất học sử dụng để tìm kiếm các bể dầu trong tự nhiên. Người ta sẽ tạo ra những vụ nổ lớn bằng mìn trong lòng đất, sau đó quan sát và ghi nhận sóng địa chấn phản hồi nhằm xác định kết cấu của các lớp địa tầng và xác định mật độ của những lớp đất đá có khả năng hình thành nên bể chứa dầu. Còn ngày nay thì nhiều phương pháp định vị mỏ dầu tiên tiến hơn đã được đưa vào sử dụng như là thiết bị đo từ trường, thiết bị đo trọng lực. Những thiết bị này có thể phát hiện ra những thay đổi rất nhỏ trong từ trường của trái đất.
Từ đó thì các nhà địa chất có thể phát hiện ra ở đâu có dòng chảy của dầu. Trong quá trình thăm dò, các mũi điện tử siêu nhạy cảm thường được sử dụng để xác định mùi vị của hydrocarbon, thành phần chính của dầu mỏ. Đến giai đoạn khoan giếng, sau khi vị trí của bể dầu được định vị, người ta sẽ tiến hành khoan một lỗ dài vào sâu lớp vỏ trái đất nhằm tạo ra các giếng dầu. Khi mà đã chạm đến lớp dầu bên trong mỏ, lỗ khoan sẽ được gia cường bằng các ống thép đặt trong các lỗ kết hợp với kết cấu bê tông cốt thép trên miệng giếng để xây dựng nền móng vững chắc. Tiếp sau đó là các van kiểm soát được gắn lên trên miệng giếng để kiểm soát dòng chảy và điều chỉnh áp suất trong quá trình khai thác. Và sau cùng là giai đoạn khai thác thu hồi dầu. Khi các giếng dầu được xây dựng hoàn tất, một hệ thống bơm sẽ được lắp đặt trên miệng giếng. Hệ thống bơm này chịu trách nhiệm tạo ra lực hút để hút dầu lên mặt đất thông qua quá trình hút và bơm để tạo áp lực. Trong một số trường hợp, dầu bên trong mỏ quá đặc khiến cho quá trình hút không thuận lợi, người ta sẽ khoan thêm một lỗ thứ hai xuống mỏ dầu. Sau đó thì đưa hơi nước nóng có áp suất cao để dầu loãng ra và được đẩy lên miệng giếng nhờ chênh lệch áp suất. Vì vậy, để tăng cường hiệu quả khi khai thác dầu mỏ, Việt Nam đã mở rộng hợp tác với các nước ngoài suốt thời gian qua. Nổi bật lên trong đó là các hợp đồng hợp tác với Liên bang Nga được thúc đẩy bởi chính phủ hai nước. Được biết, năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Nga. Từ năm 1982, Liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí Vietsopetro đã được thành lập để khai thác các mỏ tại thềm lục địa Việt Nam. Qua hơn 4 thập kỷ, khối lượng dầu khí do liên doanh này sản xuất đã vượt 250 triệu tấn. Còn gần đây nhất, tại tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam từ ngày 19 đến 20 tháng 6 năm 2024, lãnh đạo hai nước đã nhất trí rằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dầu khí Việt Nam mở rộng hoạt động tại Nga và các công ty dầu khí Nga hoạt động tại thềm lục địa Việt Nam. Việc làm này hoàn toàn phù hợp với luật pháp hai nước và luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác tại các dự án dầu khí cũ và mới. Nó bao gồm các hoạt động cung cấp, chế biến dầu thô, khí hóa lỏng cho Việt Nam. Trong đó, xây mới và hiện đại hóa các cơ sở điện năng được đánh giá là hướng hợp tác đầy triển vọng. Ngoài ra, thì Việt Nam còn mở rộng hợp tác khai thác dầu khí với nhiều nước khác trên thế giới thông qua các công ty xuyên quốc gia, chẳng hạn như là công ty Chevron và ExxonMobil của Mỹ, KNOC của Hàn Quốc, Petronas của Malaysia, PTTEP của Thái Lan, Talisman và Restron của Tây Ban Nha, Total and Neon Energy của Pháp. Nếu tính từ ban hành chính sách mở của nền kinh tế đến nay, Việt Nam đã ký hơn 100 hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí với đối tác nước ngoài, trong đó có hơn 40 hợp đồng đã kết thúc và hơn 60 hợp đồng vẫn đang có hiệu lực. Theo đó, các nhà thầu ngoài nước đã đầu tư hơn 50 tỷ đô la và rất nhiều máy móc, thiết bị lẫn kỹ thuật thăm dò, khai thác dầu khí cho Việt Nam suốt thời gian dài. Vậy nên, rất có thể trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với nước ngoài để khai thác hết trữ lượng dầu khí tại mỏ dầu mới. Và đây là hướng đi vô cùng đúng đắn khi mà Việt Nam đang thiếu hụt nguồn vốn đầu tư lớn và các kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực này. Như chúng ta cũng biết, Biển Đông không những nằm trên tuyến đường vận tải quan trọng của nền thương mại hàng hải toàn cầu, mà còn là nơi có nguồn lợi thủy sản và trữ lượng dầu mỏ khoáng sản cực lớn. Do đó, nhiều nước luôn tranh giành vị thế của mình trên Biển Đông, đặc biệt là Trung Quốc, gã láng giềng tham lam của Việt Nam hiện giờ. Do đó, suốt thời gian qua, Trung Quốc không ngừng dựng lên các dàn thăm dò dầu khí tại khắp vùng biển giàu tiềm năng, thậm chí mà Hoa Lục còn xâm lấn vào cả vùng biển và vùng thềm lục địa của Việt Nam, bất chấp sự phản đối gay gắt của nước bạn láng giềng. Vì lẽ đó mà Việt Nam luôn đề cao cảnh giác với Trung Quốc trên Biển Đông để có thể kịp thời ứng phó ngay khi cần. Mới đây nhất, việc Trung Quốc công bố phát hiện mỏ khí đốt 100 tỷ mét khối ở độ sâu trung bình 1.500 mét ở Biển Đông mà không cho biết vị trí chính xác đã khiến Việt Nam phải đặt ra câu hỏi lớn rằng phải chăng mỏ dầu đó cũng nằm trong vùng lãnh hải không thể xâm phạm của Việt Nam nên Trung Quốc mới gian gian diêu díu mập mờ. Có thật là nước này đang lăm le chiếm lấy nguồn tài nguyên dầu khí của nước bạn để làm giàu cho chính mình hay không? Vâng, đây cũng là nội dung chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong video số hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày bạn nhé! Các bạn thân mến, mấy ngày gần đây, Trung Quốc đã khiến cả thế giới xôn xao khi tuyên bố rằng phát hiện một chấn động như sau. Theo nguồn tin từ Tân Hoa Xã, mỏ khí đốt Linh Chui 361 hay là Lăng Thủy 361 đã được phát hiện
đánh dấu một thành tựu quan trọng trong quá trình nghiên cứu và tìm kiếm của Tổng công ty Dầu khí ngoài khơi Trung Quốc CNOOC. Thông tin này được chính thức xác nhận vào ngày 7 tháng 8 năm 2024. Mỏ Linh Xui 36-1 chứa 100 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên và được coi là mỏ khí đốt siêu nông ở vùng nước siêu sâu đầu tiên trên thế giới. Mặc dù CNOOC không nêu rõ cụ thể của mỏ dầu này, nhưng mà họ đã xác định rằng nó nằm ở vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc với độ sâu trung bình khoảng 1.500 mét. Theo chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, CNOOC cho biết Biển Đông là khu vực quan trọng để công ty tăng cường trữ lượng và sản lượng khí đốt tự nhiên. Việc thử nghiệm thành công tại Linh Xui 36-1 sẽ mở rộng thêm nguồn tài nguyên, góp phần phát triển một khu vực khí đốt có trữ lượng lên tới hàng nghìn tỷ mét khối ở Biển Đông. Vậy nên, CNOOC sẽ tiếp tục đẩy mạnh thăm dò và phát triển hydrocarbon trong khu vực này, cũng như là tăng cường năng lực cung cấp năng lượng. Như vậy, hiện tại vị trí chính xác của mỏ dầu Lăng Thủy 36-1 vẫn chưa được xác định một cách cụ thể. Nhưng nếu căn cứ theo cách gọi tên thông thường, thì mỏ dầu Lăng Thủy có nhiều khả năng nằm trong lô 36 theo bản đồ của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, AMTI. Và nếu đúng là như vậy, thì Lăng Thủy 361 sẽ có phần diện tích nằm trong vùng 200 hải lý của Hoàng Sa, trong khi đó Hoàng Sa lại là của Việt Nam, nên vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nói cách khác, với vị thế nước lớn của Trung Quốc, chuyện Việt Nam lên tiếng yêu cầu chủ quyền về mỏ dầu sẽ rất gay go. Nếu nó thực sự nằm trong vùng lãnh hải nước nhà, thậm chí là nó còn có thể dẫn đến các xung đột gay gắt, dễ leo thang thành cuộc chiến tranh đẫm máu. Và điều này đã từng xảy ra trước đây cùng với giàn khoan Hải Dương 981. Cụ thể hơn, vào ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 981 với vị trí cách đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía đông. Và đây là vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc tế năm 1982. Để bảo vệ giàn khoan tỷ đô này, Trung Quốc huy động tới 80 tàu thuyền các loại, trong đó có 7 tàu quân sự. Ngoài ra, hàng ngày còn có hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực xung đột. Có những thời điểm, số lượng tàu hộ tống của Trung Quốc lên tới hơn 100 chiếc. Để bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình trong vùng đặc quyền kinh tế, theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, Việt Nam đã cử 29 tàu chấp pháp tới các khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc khi nhận thấy nó định thiết lập vị trí cố định. Lúc đó, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tích cực tuyên truyền kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của mình. Đến ngày 4 tháng 5 năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có thư gửi Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc để cực lực phản đối hành động của láng giềng và kiên quyết yêu cầu công ty này dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp, cũng như rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của nước nhà. Đến ngày 5 tháng 5 năm 2014, Việt Nam tiếp tục tổ chức họp báo công khai, trong đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép đều là bất hợp pháp và vô giá trị. Đáp lại, tàu Trung Quốc liên tục có những hành vi gây hấn, khiêu khích như mở bạt che pháo để uy hiếp, sử dụng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam, sẵn sàng đâm húc gây hư hỏng cho tàu láng giềng và làm bị thương một số kiểm ngư viên làm nhiệm vụ. Đến ngày 11 tháng 5 năm 2014, tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 24 ở Myanmar, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên công khai tố cáo Trung Quốc về việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng hơn 80 tàu hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế. Tiếp đến, ngày 15 tháng 5 năm 2014, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố Việt Nam đã đưa công hàm phản đối Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc. 5 ngày sau, tức là ngày 20 tháng 5 năm 2014, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc tại Geneva đã gửi thông cáo đến Văn phòng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác cũng như các cơ quan báo chí có trụ sở tại Geneva về sự kiện Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam tại vùng Biển Đông rộng lớn. Nhưng đến ngày 26 tháng 5 năm 2014, tàu Trung Quốc vẫn bao vây và đâm chìm một tàu cá của ngư dân Đà Nẵng cách giàn khoan 17 hải lý ở khu vực phía Nam Tây Nam. Đây là ngư trường truyền thống thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo luật pháp quốc tế. Trước sự kiện đó, cộng đồng các nước đã có những phản ứng rất quyết liệt. Một loạt các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Ấn Độ đã lên án hành động bất chấp luật pháp, gây mất ổn định và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực của Bắc Kinh khi này.
Không dừng lại ở đó, tại buổi đối thoại Shangri-La diễn ra vào tháng 6 năm 2014 ở Singapore, nguyên thủ và lãnh đạo các nước như Nhật Bản và Mỹ đã kịch liệt lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Trước đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Việt Nam sẽ nghiên cứu mọi phương án để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp của mình, kể cả phương án pháp lý nghiêm ngặt. Còn tại Trung Quốc, dư luận nước này cũng xuất hiện ngày càng nhiều tiếng nói phản đối hành vi ngang ngược của Bắc Kinh đối với nước láng giềng. Nhiều học giả Trung Quốc cho rằng việc chính phủ nước nhà gây chuyện với Việt Nam sẽ không đem đến một kết cục có lợi, đồng thời phản bác những lập luận mà nhà cầm quyền dùng để đưa ra tuyên bố về chủ quyền phi lý bên trong đường chín đoạn. Trên những sức ép ngày càng lớn đến từ dư luận trong nước và quốc tế, Trung Quốc không còn con đường nào khác. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2014, nước này đã quyết định rút giàn khoan phi pháp ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sớm hơn một tháng so với kế hoạch và được che đậy bằng lý do đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng liên tiếp sau đó, Trung Quốc đã quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí ở vùng biển bãi tư chính của Việt Nam. Hoa Lục thậm chí còn đe dọa buộc Việt Nam ngừng hoạt động thăm dò hợp pháp của mình tại vùng lãnh hải nước nhà. Gần đây nhất, tàu Hải Dương Hồng 10 và nhiều tàu quân sự khác của Trung Quốc còn ngang nhiên hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của láng giềng, nhất là những khu vực nằm gần các lô dầu khí mà Việt Nam cùng với Nga đang khai thác. Qua đó có thể thấy để khống chế và kiểm soát Biển Đông, Trung Quốc đã tính toán triển khai nhiều mũi tiến công thích hợp cho từng phạm vi, khu vực, thời điểm, bối cảnh và đối tượng. Trong chiến dịch xâm lược vừa rắn vừa mềm này có sự phối hợp giữa mũi tiến chính, mũi tiến phụ, dương đông kích tây, công thủ ứng biến linh hoạt. Hay ở góc độ khác, Trung Quốc thậm chí còn tung hỏa mù với Việt Nam để đánh lừa láng giềng. Vậy nên trước thông tin về mỏ dầu Lăng Thủy 361, Việt Nam cần thận trọng theo dõi tình hình và triển khai ngay 5 giải pháp dưới đây nếu nó thực sự nằm trong vùng lãnh hải của mình. Thứ nhất, yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng UNCLOS 51982, bởi vì Trung Quốc là một thành viên của UNCLOS, đồng thời yêu cầu Hoa Lục thực hiện nghiêm túc đầy đủ DOC, thúc đẩy tiến trình thông qua COC, đặc biệt là không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Thứ hai, Việt Nam cần chuẩn bị đấu tranh pháp lý kỹ càng, chu đáo, thấu lý, đạt tình, có cơ sở khoa học, căn cứ vào chứng cứ pháp lý, bằng chứng lịch sử về chủ quyền biển đảo Việt Nam nói chung và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo lớn để khi cần thiết phải sử dụng đến chế tài quốc tế. Thứ ba, Việt Nam nên triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, bên cạnh đấu tranh pháp lý, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế, khu vực đối với các hoạt động xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong Biển Đông của nước ngoài. Thứ tư, Việt Nam cần đề cao cảnh giác và lấy sự tỉnh táo cho mình để không bị mắc bẫy do Trung Quốc giăng ra trước, trong và sau khi nước này tiến hành bất kỳ một hoạt động nào trên vùng Biển Đông rộng lớn. Thứ năm, chúng ta cần phải cảnh giác trước mọi động thái của Trung Quốc trên Biển Đông, không loại trừ việc Trung Quốc sẽ tuyên bố vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông trong tương lai gần. Nói tóm lại, chúng ta cần phải chờ đợi thêm thời gian nữa để biết được mỏ dầu Lăng Thủy 361 có nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam hay không. Từ đây đến đó, Việt Nam cần phải thận trọng theo dõi mọi nhất cử nhất động của Trung Quốc để kịp thời ứng phó cùng với 5 giải pháp linh hoạt được đề xuất vừa rồi.